Đông đúc, cho nên tôi chưa hết câu chuyện, tôi dừng lại những câu chuyện cũng về câu chuyện của em bé đó và người cha. Vậy còn quá sau khi em bé hỏi về mùa rồi, em bé này cũng ưa thắc mắc, tức là chịu tìm hiểu. Cho nên một hôm em thấy trời mưa sấm chớp, em mới hỏi bố ơi, tại sao khi con thấy mà sấm chớp á thì con thấy cái tia sáng trước mà tiếng động sau? Ông bố ông cũng không biết, chẳng lẽ bây giờ vùng dùng vận tốc ánh sáng để giải thích cho nó vậy? Ông thanh điển đâu có hiểu gì đâu. Ông mới nói con coi khuôn mặt của con kìa, phải cặp mắt ở phía trước và cái lỗ tai phía sau không? Cho nên cái gì ở trước thì thấy trước, cái gì ở sau thì thấy sau. Thằng nhỏ cái tai giỏi quá ha, biết không, giống già giỏi. Nó chạy chơi một chặp, cái nó quay lại, nhưng mà bố ơi, hồi sáng nay cái lỗ mũi mình cũng ở phía trước, cái lỗ tai ở phía sau, nhưng mà ở trong lớp học không, con nghe cái tiếng trước rồi cái mùi sau là kỳ vậy. Dạ, kính thưa quý vị, và giờ đây để trở lại chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một giọng hát rất là ngọt ngào và truyền cảm. Một giọng hát chưa một lần xuất hiện trên nền sân khấu hải ngoại, nhưng quý vị hãy giữ con tim của mình. Khi người ca sĩ này cất giọng hát lên, quý vị sẽ rất tim. Đó là nữ ca sĩ Lệ Minh qua nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm nhạc lời Hội An. Xin cho một tràng pháo tay đón mừng ca sĩ Lệ Minh. Ta cùng nhau đó.